ăn trên nương, thoáng trên đồi nương có tiếng ai thở than. Chào các bạn, mình phải đăng video bởi vì nó khá lâu rồi và không biết các bạn không biết mình sống chết ra sao nữa, nên là phải phải đăng. Hôm nay thì nói chung là nói về chút về cái bo công suất âm ly khuếch đại audio 360W. Ở đây chỉ là cái phần giới thiệu thôi, mình vừa mới mua cái bo này xong. Ở đây nó để là 360W, 12 còng, 12 còng với 12 sò đấy. Giá của nó là 125.000. Ở dưới nó đề là BD718, DB668 và các cái loại cặp sò khác, từng cặp sò sẽ đi với nhau. Nó không có sơ đồ, nó chỉ có thế thôi. Thì ở phía ngoài đó là chân B của Chanhito, nó để phía bên ngoài bìa luôn. BCE gồm có 6 con đèn mỗi mạch. Mỗi mạch nó là 6 con đèn để BCE. Đây là cái lỗ AV in, cái lỗ vào của tín hiệu. Còn ở đây nó có V cộng, V trừ rồi ngõ hai ngõ ra loa. Thì chỉ cần nhưng mà chế cái này nó cũng nhọc lắm, phải có cái cục biến áp to, mà nếu các bạn ấy thì chơi hẳn quả biến áp xuyến, cái loại mà nó phải ra được tối thiểu 10A. Sò thì tùy các bạn, D718 là cái loại thấp nhất, còn không thì cứ lấy 5.200. Thì càng sò càng to thì sẽ nói ra sẽ ra công suất càng khỏe. Hôm sau mình sẽ chế cháo chứ bây giờ nó cũng không có thời gian, cũng không biết đến khi nào có thời gian. Vì thế video của mình đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Rất mong các bạn hãy đăng ký và ủng hộ để theo dõi tiếp những clip tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.